Hello, xin chào các bạn. Thì tôi xin trình bày về cái chủ đề là phân su ha. Thì phân su nó được thải ra trong những giờ đầu, thường bắt đầu khoảng 8 đến 10 giờ sao xanh. Thì phân su nó nhầy dính và nó có màu xanh thẫm. Khi phân su đào thải hết ra ngoài á, thì phân của bé nó sẽ chuyển sang màu vàng lục nha các bạn.